Hello chú nha, lên cho chú lô 3 cây cưa ha. Này, con số 1 con Estin MX 381 đời 2014 nha, xuất xứ Brazil ha. Và 381 không có của Đức đâu nha, chỉ có 08 là của Đức thôi. 380 là của Brazil luôn ha. Nồng trắng ha, con này đời 2014, siêu VIP nha. Đây, MX 381 2014. Con này thì ngoại hình tương đối đẹp ha. Con này ngoại hình được 85%. Nồng bạc bê tông kiểm tra rồi nha, còn vân ngang ha. Mặt tiền. Đó, siêu đẹp ha, ngoại hình con này phải 85-90% ha. Đây, bình sân lớn ha. Đó, con này rất là đẹp ha. Đó. Trọng lượng con này tầm 7,3 kg nha. Đó. Này em quay không có nổ được nha, tại vì quay bao cũng còn clip nó hơi dài, mới vua mua thì inbox ha. Con này bê tông 52 ly 72cc. Mấy chú muốn mua thì qua Zalo em sẽ gọi chi tiết cho xem ha. Bên em bán hàng thật việc thật nên là có sao em nói vậy. Không có treo đầu dê bán thịt chó ha. Đó. Rồi, con máy bê tông 52 ly 72cc xuất xứ Brazil ha. 381 không có của Đức đâu nha. Còn ai con này đời 2014 nha. Dưới đời 2014 dưới đời 2016 là nồng trắng hết nha mấy chú nha. Nên là mấy chú yên tâm ha, còn chỉ có đời 2017 là nó không ngon thôi. Dây giật ha. Trắng tinh này, rin luôn nha. Rin theo máy ha. Bình xăng lớn ha. Còn đẹp cực kỳ ha, còn thấy xăng luôn nha. Đây. Nhặt tiền ha, bê tông thì bao cho chú bao đẹp ha. Nước sơn. Ốp lam ha. Bao rin từng con ốc. Đây. Nếu chú muốn mua thì cứ inbox Zalo, muốn coi chi tiết chỗ nào thì em gọi cho nha. Tại vì quay trên đây nếu như mà quay test nổ, quay chi tiết này kia luôn thì một video nó quá dài. Đây, tiếp theo là con 08 Magum nha. Con này xuất xứ tại Đức nha, Made in Germany. Con này đời đầu của 038, đời đầu của 381, 382 ha. 380. Mấy chú có nói là dòng này kiếm phụ tùng không có nha. Mấy chú mua phải cái đồ yêu 038 AV hay là Super mới không có nha. Còn 038 Magum này, ví dụ mấy chú hư vô lăng, mua vô lăng 381 bỏ vô, hư lửa thì bỏ lửa 381. Nồng bạc dên rồi xài chung với 381 ha. Con này đời siêu VIP ha, bình xăng trong nè. Độ đẹp phải gọi là con này phải đẹp 95% ha. Mặt tiền máy nha, hàm rồng 7 màu ha. Cây lam 6 tấc nha. Xài 36 mắt sơn, lam đầu lơ tinh siêu đẹp nha, nước sơn chưa chốc ha. Bồ nè. Ốc ác 7 màu ha. Đây. Ốc lam nha. Ốc 7 màu ha. Đây, mặt cắt là tròn 50 nha. Con này siêu VIP nha. Ai ưng thì alo, bê tông 52 ly 72cc. Xuất xứ tại Đức nha. Này, dây giật nè, trắng tinh ha. Con này siêu VIP. Tem mát đồ còn nguyên luôn nha. Hướng dẫn sử dụng. Canh chỉnh xăng. Cảnh báo. Và model của máy ha, 08 Magum. Con này đời mấy chú mua cái đời này mới có phụ tùng nha. Khi mà mấy chú bị hư này hư kia thì mình còn thay được, chứ cái đời AV á hoặc cái đời Super là không có đồ thay nha. Mấy chú lưu ý 08 ở cái điểm đó thôi. Hơi nè. Cần đét ha. Tay cầm nè, nước sơn ha. Nước sơn à. Siêu đẹp luôn. Estin là hay ưa chống nước sơn ở đây lắm, mà nước sơn này mới bong bong nhẹ là mấy chú biết tình trạng cỡ nào ha. Nắp xăng nè. Rồi. Tiếp nha. Đây. Tiếp là con này model là Estin 066 Magum ha. Con này đời đầu của MX660. Con này sản xuất thì tại Đức nha. Made in Germany nha. Đời đầu của Estin 660. Nồng bạc bê tông thiện bao cho chú Văn Ngang nha.
tay cầm ha, bình xăng lớn trắng tươi. Con này uổng cái là nó nằm ngoài mưa nắng, vàng áo nó bị bạc thôi, chưa mấy chú nhìn nước sơn của nó nè. Mặt tiền nước sơn rồi còn nguyên ha, lam 7 tấc nha. Cái này là còn bọc luôn ha, 066 magum, piston 54 ly, 92cc, trọng lượng lam xích đầy đủ tầm 8kg, 9kg vậy đó ha. Con này hai hầm rồng nè, bô quai ha. Cái lam mà cắt là 63 nha, lam made in Germany. Đây, giật cho mấy chú nghe hơi ha. Con này bao rin cho chú từng con ốc nha. Ông Di giật đời đầu nè, chữ lớn nè. Hơi nè. Hơi bao căng ha, bọc bọc luôn ha. Em quay một mình nổ thì video nó hơi dài, mấy chú thông cảm ha. Tay cầm là chưa bị bóng luôn ha. Đó, mấy chú mua máy thì nhìn tay cầm là biết tình trạng ha. Vân tay cầm là thấy không. Đó. Rồi, ai ưng con nào thì cứ alo nha, em nhận báo giá trực tiếp và không có báo giá trên đây ha. Đó. Tại vì mấy chú cứ alo theo cái số điện thoại trên màn hình. Đó. Được, mấy chú cảm thấy giá ok thì qua Zalo em sẽ gọi chi tiết máy. Còn không sao, mình hỏi nếu như mà cảm thấy giá cao thì mình vẫn bình thường, không sao hết nha. Nên là mấy chú cứ gọi theo cái số điện thoại trên màn hình để nhận báo giá trực tiếp thôi nha.